Thân chào các em. Rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Bài học trước, cô đã giới thiệu với các em về tích phân bội 2, định nghĩa và các cách tính tích phân bội 2 bằng cách chúng ta áp dụng định lý Fubini. Trong bài học lần này, cô sẽ giới thiệu với các em về đổi thứ tự lấy tích phân. Mời các em nhìn lên màn hình. Ví dụ thứ nhất, đổi thứ tự lấy tích phân trong biểu thức sau đây. M bằng tích phân từ 0 đến 1 DI, tích phân từ căn y đến 2 trừ y FXY DX. Nhìn vào đề của biểu thức M, các em nhận thấy là tích phân ở đây biến y là chạy từ 0 đến 1, x là chạy từ căn y đến 2 trừ y. Ta gọi miền D là miền lấy tích phân. Vậy miền lấy tích phân là miền D cho bởi, cô nhắc lại, y là dao động từ 0 đến 1, x là dao động từ căn y đến 2 trừ y. Trước hết thì các em hãy vẽ cái đường x bằng căn y là tương đương với x bằng y bình phương khi x dương. Và đường thứ hai đó là đường x bằng 2 trừ y, đó là đường tương đương là x cộng y bằng 2. Để vẽ được miền D thì trước hết các em vẽ hai đường. Đường thứ nhất là đường parabol x bằng y bình phương, ở đây là x bằng căn y. Và đường thứ hai là đường thẳng x cộng y bằng 2. Nếu như đổi thứ tự lấy tích phân thì ta phải chia miền D thành hai miền D1 và D2. Để hiểu rõ D1 và D2, xin mời các em quan sát hình vẽ của miền D. Trục OX, trục OY. Đường thẳng y bằng 2 trừ x, y bằng 2 trừ x là tương đương với đường x cộng y bằng 2. Các em phải vẽ đường thẳng y bằng 2 trừ x. Rồi. Đường thứ hai y bằng x bình phương. Đường y bằng x bình phương này là được suy ra từ đường x bằng căn y. X bằng căn y. Miền D của đề bài chính là D1 hợp với D2. Các em quan sát D1 và D2 được phân cách với nhau bởi cái đường màu xanh ở đây. Bây giờ nếu đổi thứ tự lấy tích phân, ta phải chia miền D thành hai miền D1 hợp với D2. Miền D1, đây là miền D1. Miền D1 có cận x là dao động từ 0 đến 1. X dao động từ 0 đến 1. Còn y là dao động từ 0 đến x bình phương. Y bằng 0 chính là trục OX đó các em. Y bằng 0 là trục OX. Và đường parabol y bằng x bình phương. Mũi tên này là chỉ sự biến thiên của biến y. Miền D2. Miền D2 có cận x dao động là từ 1 đến 2. X là từ 1 đến 2. Và y là đi từ y bằng 0 cho đến 2 trừ x. Y lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 2 trừ x. Đây là miền D2. Nếu xác định được cận của D1 và D2, các em sẽ viết tích phân trên miền D1 cộng tích phân trên miền D2. Đó chính là tích phân trên miền D. D1 xác định là x dao động từ 0 đến 1, y là từ 0 đến x bình phương. D2 có x biến thiên từ 1 đến 2 và y biến thiên từ 0 đến 2 trừ x. Như vậy tích phân sẽ được viết lại như sau.
M chính là đề bài, là tích phân ở đề bài cho. M bằng tích phân trên D1 cộng tích phân trên D2. Vậy tích phân trên D1 là gì? Tích phân trên D1 là bằng tích phân từ 0 đến 1 dx. Các em nhìn đây ha, tích phân từ 0 đến 1 dx. Tiếp tục là tích phân từ 0 đến x bình phương. 0 x bình phương đó là cận của biến y. Hàm dưới dấu tích phân là fxy. Các em viết lại hàm f. Và đây là dy. Đây là tích phân trên miền D1. Tiếp tục chúng ta ghi cộng tích phân trên miền D2. Tích phân trên miền D2 sẽ được viết như sau. Tích phân từ 1 đến 2, tích phân từ 1 đến 2 dx. Các em thấy là chúng ta ghi cận theo biến x trước. Tiếp tục là tích phân từ 0 đến 2 trừ x. Hàm dưới dấu tích phân là fxy. Các em viết lại fxy. Và đây là dy. Và đây là đáp số của ví dụ thứ nhất. Bây giờ cô mời các em xem tiếp một ví dụ thứ hai về đổi biến, về đổi thứ tự trong tích phân bội 2. Ví dụ thứ hai, ta đổi thứ tự lấy tích phân trong biểu thức tích phân sau đây. N là bằng tích phân từ 0 đến 1 dy, tích phân từ y đến căn y fxy dx. Ở ví dụ 2 này cũng như ví dụ 1 thì cô không có ghi biểu thức fxy cụ thể là bằng hàm nào mà chỉ ghi là một hàm hai biến tổng quát. Yêu cầu của bài này cũng như bài số 1 là các em sẽ đổi thứ tự lấy tích phân và không cần tính tích phân. N ở đề bài cho cận của y dao động từ 0 đến 1, là từ một hàng số đến một hàng số. Và cận của x là đi từ một hàm số x bằng y cho đến hàm thứ hai là x bằng căn y. Bây giờ nếu đổi thứ tự lấy tích phân thì yêu cầu các em là phải viết n thành một cái tích phân là cận x, viết là cận x trước rồi sau đó mới là cận của biến y. Ta gọi miền D là miền lấy tích phân, như vậy thì miền D sẽ được cho bởi, nhìn vào đề bài, các em sẽ ghi lại được cận của y và x. Y là dao động từ 0 đến 1. Chúng ta viết là 0 bé hơn hoặc bằng y, bé hơn hoặc bằng 1. Cận thứ hai là cận của x. Y bé hơn hoặc bằng x, bé hơn hoặc bằng căn y. Nếu cận của miền D như trên, như vậy thì để xác định được miền D trước hết các em phải vẽ những đường nào? Cô lưu ý các em hai đường. Đường thứ nhất là đường x bằng y, các em vẽ đường x bằng y, đó là đường phân giác thứ nhất, y bằng x. Và đường thứ hai, x bằng căn y. Nếu x dương, x bằng căn y thì tương đương với x bằng y bằng x bình phương, đó là đường parabol. Cô nhắc lại, D là miền phẳng giới hạn bởi các đường y bằng x bình phương và y bằng x. Cô mời các em quan sát hình vẽ. Đối với bài toán này thì các em cần vẽ hai đường. Đường y bằng x là đường phân giác thứ nhất. Đường phân giác thứ nhất là đường thẳng màu đỏ đây các em. Là đường y bằng x. Đường thứ hai là đường y bằng x bình phương. Các em thấy miền D chính là miền một cái miền phẳng mà có biên là được bao quanh bởi hai đường y bằng x và y bằng x bình phương. Miền D là cái hình giống như hình viên phân trên màn hình đây, hình viên phân. Đường y bằng x và đường y bằng x bình phương nó giao với nhau tại hai điểm. Điểm thứ nhất là điểm O, tọa độ là 0, 0. Và điểm thứ hai là tọa độ là 1, 1. Miền D trong đề bài cho là y từ 0 đến 1.
À, y dao động từ 0 đến 1 và x là đi từ đường thẳng x bằng y đến đường thứ hai là x bằng căn y. À, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn ngược lại. X là dao động từ 0 đến 1. À, x là từ 0 đến 1. Kem quan sát trên hình vẽ x từ 0 đến 1. Còn y, à, y dao động từ đường nào đến đường nào? Mũi tên này chỉ sự biến thiên của biến y. À, kem phải xét là từ dưới lên trên theo chiều biến thiên trục OY nè. Y tăng dần đó. Y là dao động từ đường y bằng x bình phương cho đến đường y bằng x. Như vậy cận của y là x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng y, nhỏ hơn hoặc bằng x. Đây chính là cận của miệng D. Các em xem kỹ lại cận của miệng D một lần nữa. X là từ 0 đến 1 và y là từ x bình phương đến x. À, bây giờ chúng ta sẽ viết lại tích phân theo cận mới mà chúng ta vừa xác định. Vậy ta có tích phân N sẽ được viết lại là, đây là biểu thức đề cho. À, chúng ta sẽ viết lại như sau. N bằng tích phân từ 0 đến 1 dx. À, các em xem ha, tích phân từ 0 đến 1 dx. Và tiếp theo là tích phân từ x bình phương đến x fxy dy. Và đây là kết quả, là đáp số của ví dụ thứ hai. Mỗi người chúng ta thì ai cũng có một người bạn thân thiết của mình ha. Giữa con người với nhau thì có một cái tình hữu nghị. Như vậy các em có biết số thân thiết là gì không? Một nhà toán học đã từng nói, ai là bạn tốt của tôi thì chúng tôi sẽ giống như hai con số là 220 và 284. Thì như vậy tại sao 220 và 284 lại được gọi là cặp số thân thiết của nhau? 220, à, nếu như trừ số 220 ra thì 220 sẽ còn có 11 ước số khác, đó chính là các số 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 và 110. À, trừ 220 ra, 11 các số còn lại của 220. Nếu như các em lấy 11 con số này, các em cộng lại, à, như vậy thì tổng của chúng sẽ là 284. Và ngược lại, 284, nếu như chúng ta không tính 284, à, chúng ta chỉ tính các ước số còn lại của nó, thì 284 sẽ có 5 ước số, đó chính là 1, 2, 4, 71 và 142. À, nếu như các em lấy 5 ước số này, các em cộng lại thì sẽ bằng đúng 220. À, như vậy thì 220 trừ nó ra, tất cả các ước số của nó còn lại cộng lại sẽ bằng 284. Và đối với 284 trừ số chính bản thân nó ra, 5 ước số còn lại của nó cộng lại lại bằng đúng 220. Cho nên hai con số này, 220 và 284, trong tôi thì có anh và trong anh có tôi, do đó hai số này được gọi là cặp số thân thiết của nhau. Và các nhà toán học cổ Hy Lạp gọi những cái số, những cặp số mà có tính chất tương tự như vậy, à, gọi là cặp số thân thiết. Một nhà toán học Pháp, Fermat, đã tìm ra cặp số thân thiết thứ hai, đó là 17.296 và 18.416 vào thế kỷ thứ 17. Cùng thời điểm này thì một nhà toán học Pháp khác lại tìm ra được cặp số thân thiết thứ ba, à, đó chính là 9.363.544 và 9.437.056. Vào năm 1750 thì Euler, một nhà toán học vĩ đại người Thụy Sĩ, lại tìm ra một lúc 60 cặp số thân thiết. À, các nhà toán học một phen kinh hoàng vì tưởng rằng các cặp số thân thiết đã được Euler phát minh ra hết rồi. À, nhưng thật bất ngờ, khoảng một thế kỷ sau, một thanh niên người Ý chỉ mới 16 tuổi, Bacconi, đã tìm ra được một cặp số thân thiết, đó là
1184 và 1210 vào năm 1866. Hiện nay thì nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và máy tính, người ta đã tìm ra được lớn hơn 1000 các cặp số thân thiết. Nhưng thực ra các cặp số thân thiết có quy luật gì hay không và nó có vô hạn hay không thì vấn đề này hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ. Bây giờ cô mời các em xem tiếp một ví dụ khác về đổi thứ tự lấy tích phân bội 2. Cô mời các em quan sát trên màn hình. Ví dụ thứ 3. Tính tích phân sau đây. B bằng tích phân từ 0 đến 2 dx, tích phân từ 0 đến 4 trừ x bình phương, x nhân ơ mũ 2y trên 4 trừ y dy. Các em nhìn kỹ lại tích phân này một lần nữa. Nhận xét, nếu như các em lấy tích phân theo biến y, theo đúng cái công thức Fubini để tính tích phân này thì chúng ta tính tích phân lập hai lần. Như vậy chúng ta phải tính tích phân theo biến y trước. Các em nhìn hàm số dưới dấu tích phân là x nhân ơ mũ 2y chia cho 4 trừ y. Nếu chúng ta để bài này mà tính trực tiếp thì tính nguyên hàm theo biến y rất khó. Do đó ta sẽ không tính trực tiếp tích phân như đề bài đã cho và tính tích phân theo biến y trước, mà chúng ta sẽ tìm cách đổi thứ tự lấy tích phân. Trong trường hợp này ta sẽ đổi thứ tự lấy tích phân. Như vậy trước hết các em cần xác định miền D là miền có cận x và cận y biến đổi như thế nào. Miền lấy tích phân là miền D cho bởi x là dao động từ 0 đến 2. Các em xem ha, x từ 0 đến 2. Và y là từ 0 đến 4 trừ x bình phương. Nếu như miền D như thế này thì các em sẽ cần vẽ những đường cong nào? Cần vẽ những đường cong nào? Đường y bằng 0. Đường y bằng 0 là trục hoành, trục OX. Đường thứ hai chúng ta cần vẽ là đường nào kem? Đường thứ hai là đường y bằng 4 trừ x bình phương. Đây là đường parabol y bằng 4 trừ x bình phương. Kem lưu ý là chúng ta cần vẽ hai đường. Đường thứ nhất là đã trùng với trục OX là đường y bằng 0. Đường thứ hai là parabol y bằng 4 trừ x bình phương. Nhưng sau đó chúng ta chỉ quan tâm đến x là dao động từ 0 đến 2 thôi. X từ 0 đến 2. Như vậy là cái hình vẽ phải nằm bên phải của trục tung. Bên phải của trục tung. Cô mời các em quan sát hình vẽ của miền D. Trục OX, trục OY. X bằng 0, x bằng 0 là trục tung. Y bằng 0 là trục hoành. Y bằng 4 trừ x bình phương là đường parabol. Cận của miền D đề cho là x dao động từ 0 đến 2. X là từ 0 đến 2. Các em quan sát x từ 0 đến 2. Y là từ 0. Y là từ 0 đến 4 trừ x bình phương. Y là 0 là trục hoành. Trục hoành là y bằng 0. Đến đường parabol là y bằng 4 trừ x bình phương. Đây là đường parabol. Như vậy miền D. Miền D. Đây chính là miền D. Như vậy nếu chúng ta nhắc lại về miền D được giới hạn bởi mấy đường biên các em? Miền D được giới hạn bởi bao nhiêu đường biên? 3 đường biên. Đường thẳng đứng này là trục tung x bằng 0. Đường nằm ngang, đường biên thứ hai y bằng 0, đó là trục hoành. Và đường biên thứ ba là đường cong
y bằng 4 trừ x bình phương, y bằng 4 trừ x bình phương. Đề của bài toán cho chúng ta là x là từ 0 đến 2, y từ 0 đến 4 trừ x bình phương. Bây giờ chúng ta cần đổi thứ tự lấy tích phân, vậy chúng ta sẽ viết ngược lại, chúng ta sẽ viết cận y trước, cận y từ một hằng số đến một hằng số. Các em nhìn trên hình vẽ, như vậy là y sẽ đi từ số mấy đến số mấy các em? Cận y sẽ dao động từ đâu đến đâu? Y, nhìn trên hình vẽ rất là rõ ràng, chúng ta sẽ đọc biến y trước. Y là từ 0 đến 4. Y từ 0 đến 4. Và cận của x, nếu như các em muốn xác định cận của x thì các em phải nhìn theo hướng của trục OX, nghĩa là chúng ta phải nhìn từ bên trái qua phải, và theo chiều tăng của trục OX, theo chiều dương trục OX, chúng ta nhìn từ trái qua phải. Mũi tên này là chỉ sự biến thiên của biến x. Như vậy thì x sẽ dao động từ đường nào đến đường nào các em? X sẽ dao động từ đường x bằng 0 cho đến đường parabol. Đường parabol này các em cần tính x theo y, tính bằng cách nào đây? Y là bằng 4 trừ x bình phương. Như vậy là x bình phương sẽ bằng 4 trừ y. Nhưng mà chúng ta chỉ lấy ở cái miền x dương, x lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó chúng ta sẽ chọn x là bằng căn của 4 trừ y. Như vậy là chúng ta đã xác định được cận của x là từ 0 đến căn của 4 trừ y. Các em hãy xem kỹ lại cận của miền D một lần nữa sau khi chúng ta đổi thứ tự. Y là từ 0 đến 4, x là từ 0 đến căn của 4 trừ y. Sau khi xác định cận xong thì các em sẽ viết lại tích phân đề cho, và sau đó chúng ta sẽ tính tích phân. Đây là đề bài. Miền D được xác định cận lại y từ 0 đến 4, x từ 0 đến căn của 4 trừ y. Các em lưu ý là cận lấy tích phân các em phải luôn luôn viết dấu là bé hơn hoặc bằng, chứ không được là ghi dấu bé hơn. Nếu mà các em chỉ ghi dấu nhỏ hơn thôi thì miền D sẽ là một miền mở, thì hoàn toàn sai, vì tích phân là chỉ tồn tại trên một miền D là tập đóng. Đó là một điều lưu ý. Bây giờ ta sẽ viết lại tích phân như sau. B là bằng tích phân từ 0 đến 4 dy, đây là cận của biến y. Và tiếp theo là cận của x, cận của x là từ 0 đến căn của 4 trừ y. Và hàm dưới dấu tích phân các em vẫn viết lại bình thường, viết lại bình thường là x nhân ơ mũ 2y chia cho 4 trừ y dx. Và vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ tính tích phân này các em. Như vậy là chúng ta sẽ tính tích phân theo biến nào trước? Chúng ta sẽ tính tích phân theo biến x trước. Các em tính tích phân phía sau trước. Nếu như chúng ta tính tích phân theo biến x trước, như vậy thì ơ mũ 2y và 4 trừ y được xem là hằng số. Như vậy các em chỉ cần tính nguyên hàm của chữ x mà thôi. Nguyên hàm của x là gì? Nguyên hàm của x sẽ là x bình phương trên 2. X bình phương trên 2 các em thấy cận là 0 đến căn của 4 trừ y. Nếu như các em thấy căn của 4 trừ y mà x bình phương trên 2, như vậy là căn của 4 trừ y bình phương chia 2 sẽ là 4 trừ y chia 2. 4 trừ y chia 2 còn thế cận dưới, x bình phương trên 2 mà mình thế số 0 vào là nó sẽ ra 0. Như vậy tích phân cuối cùng, tích phân theo biến x sẽ là căn của 4 trừ y bình phương trên 2 là bằng 4 trừ y trên 2. Các em sẽ đơn giản 4 trừ y và 4 trừ y ở dưới mẫu của biểu thức, đơn giản 4 trừ y. Như vậy chúng ta còn lại hàm gì các em? Còn lại là ơ mũ 2y trên cho 2. Rồi, rất là dễ dàng. Chỗ này chúng ta có thể tính nhẩm được ha các em. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục tính tích phân theo biến y. Ơ mũ 2y
Nguyên hàm là gì? Ơ mũ 2y nguyên hàm là ơ mũ 2y trên 2. Vậy là tất cả sẽ là ơ mũ 2y trên 4. À, trên 4 các em thế cận là từ 0 đến 4. Và đáp số của chúng ta sẽ là ơ mũ 8 trừ 1 trên 4. À, hay có thể viết là ơ mũ 8 trên 4 trừ 1 phần 4. Đây chính là đáp số của ví dụ thứ 3. Qua ví dụ 3 này, các em nhận xét là có khi chúng ta tính tích phân thì chúng ta cần đổi thứ tự, thì chúng ta sẽ đưa một cái bài toán rất là phức tạp trở thành một bài toán đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Cô mời các em xem tiếp một ví dụ khác nữa, ví dụ thứ tư về đổi thứ tự khi tính tích phân bội 2. Ví dụ thứ tư, đổi thứ tự lấy tích phân trong biểu thức sau đây. Q là bằng tích phân từ 0 đến 1 dx, tích phân từ 0 đến căn của 2 trừ x bình phương fxy dy. Miền lấy tích phân là miền D được giới hạn bởi các đường sau: x bằng 0, y bằng x và y bằng căn của 2 trừ x bình phương. Để xác định được miền D thì các em cần vẽ hai đường. Trước mắt là chúng ta sẽ vẽ hai đường. Hai đường đó là hai đường nào? Đường y bằng x. Y bằng x là đường phân giác thứ nhất. Đường thứ hai là y bằng căn của 2 trừ x bình phương. Y bằng căn của 2 trừ bình phương là đường gì các em? Để nhận ra đó là đường gì, các em hãy bình phương hai vế lên. Như vậy là chúng ta sẽ suy ra là y bình phương bằng 2 trừ x bình phương. Chuyển vế là x bình cộng y bình bằng 2. Đó chính là phương trình của đường gì? Đường tròn tâm ô bán kính là căn 2. X bình cộng y bình bằng 2, phương trình của đường tròn tâm ô bán kính căn 2. Và đường phân giác thứ nhất. Trước hết là các em phải vẽ được hai đường này trước. Và sau đó nhìn cận của biến x, các em sẽ xác định được miền D bằng hình vẽ. Cô mời các em xem hình vẽ. Trục OX, trục OY. Đường y bằng x. Đường y bằng x là đường phân giác thứ nhất. Đường phân giác thứ nhất. Rất dễ ha. Đường thứ hai là đường tròn tâm ô bán kính là căn 2. Để xác định được là đây có phải là đường tròn hay không thì gợi ý là các em sẽ bình phương hai vế như cô đã nói. Bây giờ cô nhắc lại. Là y bình phương nè bằng 2 trừ x bình phương. Các em chuyển vế trừ x bình phương qua bên trái. Như vậy là x bình cộng y bình bằng 2. Đó chính là phương trình của đường tròn tâm ô có tọa độ là 0, 0 và bán kính là căn 2. Như vậy là chúng ta đã vẽ được hai đường: đường phân giác và đường tròn. Rồi bây giờ các em lại nhìn tiếp cận của biến x. Cận của x là từ 0 đến 1. 0 đến 1. Chúng ta xét x dao động từ 0 đến 1. X dao động từ 0 đến 1. Và y đi từ x cho đến căn của 2 trừ x bình phương. Từ từ x đến căn 2 trừ x bình phương. Như vậy D là miền nào các em? D, đây chính là D. X là từ 0 đến 1 nè. Y là từ x đến đường tròn. Từ x là đường phân giác đến đường tròn. Miền D này là hình hình quạt. Chúng ta gọi D là hình quạt nè. Đó chính là 1 phần 8 hình tròn. 1 phần 8 hình tròn. Đây chính là miền D. Cô mời các em xem kỹ hơn ở hình vẽ sau đây. Miền D là hình quạt 1 phần 8 của hình tròn.
Bây giờ nếu như chúng ta đổi thứ tự lấy tích phân, chúng ta phải chia miền D thành hai miền các em. Hai miền D1 và D2. Vì sao chúng ta phải chia làm hai miền? Các em nhận thấy là miền D có 3 đường biên. Đường biên thứ nhất là trục tung nè, x bằng 0 nè. Đường biên thứ hai là đường thẳng y bằng x, tương đương x bằng y, đường phân giác. Và đường biên thứ ba là đường tròn y bằng căn của 2 trừ x bình phương. Nếu chúng ta để miền D không chia nhỏ ra thì cận của x sẽ dao động từ đâu đến đâu? Các em sẽ nhìn cái mũi tên này chỉ sự biến thiên của x nè. Mũi tên thứ nhất, mũi tên cô đang chỉ x là dao động từ trục tung nè, x bằng 0, cho đến cái đường phân giác á. Đường phân giác là x bằng y. Mũi tên thứ hai cũng chỉ sự biến thiên của x. X lại đi từ x bằng 0 là trục tung, cho đến đường tròn. Đường tròn này là x là bằng căn bậc 2 của 2 trừ y bình phương. Như vậy là x cùng xuất phát từ trục tung nhưng có khi là đến đường tròn và có khi là đến đường phân giác thứ nhất. Đó là hai phương trình hoàn toàn khác nhau. Do đó các em cần phải chia nhỏ miền D ra, cụ thể là làm hai miền D1 và D2. Như vậy là D1, cận của D1 chúng ta viết lại là cận của D1 là y sẽ dao động từ 0 đến 1. Cô viết ở đây y từ 0 đến 1. X là từ 0 đến y. X từ 0 đến y. Đây là cận của D1. Và cận của D2, x, chúng ta ghi cận của biến y trước nha các em. Y là từ 1 đến căn 2. Các em quan sát số trên hình vẽ nè. Y từ 1 đến căn 2. Và x sẽ dao động từ 0, x dao động từ 0 đến đường tròn. Đường tròn này là các em sẽ giải x theo y. X bình là bằng 2 trừ y bình phương. Vì x dương cho nên chúng ta sẽ nhận x bằng căn của 2 trừ y bình phương. Cô viết dưới đây. Các em nhìn cận của D2, y từ 1 đến căn 2. Y từ 1 đến căn 2 là y. Và x là đi từ trục tung x bằng 0 cho đến đường tròn x bằng căn của 2 trừ y bình phương. Đó chính là cận của miền D2. Nếu có cận rồi thì chúng ta sẽ viết lại tích phân rất là dễ dàng các em. Như cô đã nói là muốn đổi thứ tự lấy tích phân thì phải chia miền D thành hai miền D1 và D2. Cô đã giải thích ở trên, bây giờ chỉ ghi lại thôi. D1 y từ 0 đến 1, x từ 0 đến y. D2 y từ 1 đến căn 2, x từ 0 đến căn của 2 trừ y bình phương. Vậy tích phân sẽ được viết lại như sau. Tích phân trên D1, các em viết tích phân trên D1 trước. Y từ 0 đến 1 dy. Rồi tiếp tục. Tích phân từ 0 đến y. Từ 0 đến y fxy dx, fxy dx. Cộng tích phân trên miền D2. Tích phân trên miền D2 là y từ 1 đến căn 2, y từ 1 đến căn 2 dy. Các em viết cận của y và viết dy dưới dấu tích phân. Tiếp tục, tích phân từ 0 đến căn của 2 trừ y bình phương fxy dx. Các em nhìn kỹ lại, đáp số của bài ví dụ thứ tư. Ở ví dụ thứ tư này thì hơi khó hơn so với ba ví dụ trước. Các em thấy là để đổi thứ tự lấy tích phân, chúng ta phải chia miền D ra bởi hai miền D1 và D2. Và tính tích phân trên miền D sẽ bằng tích phân trên D1 cộng tích phân trên D2. Một ví dụ khác về đổi thứ tự. Đổi thứ tự lấy tích phân trong biểu thức sau đây. K là bằng tích phân từ 1 đến 2 dx
tích phân từ 2 trừ x đến căn của 2x trừ x bình phương fxy dy. Nhìn vào đề bài toán tương tự các ví dụ trước, chúng ta xác định được miền lấy tích phân là một miền D được giới hạn bởi các đường sau: y bằng 2 trừ x, đường này các em gặp rồi ở ví dụ trước nè, y bằng 2 trừ x, đường thẳng tương đương là x cộng y bằng 2. Đường thứ hai là y bằng căn của 2x trừ x bình phương. Các em có biết đây là đường gì không? Y bằng căn bậc 2 của 2x trừ x bình phương. Để muốn biết đây là đường gì, các em sẽ suy ra đi, bình phương hai vế lên ha, và chuyển vế thử xem ha. Cô mời các em xem trên màn hình. Y bằng căn của 2x trừ x bình phương. Các em bình phương hai vế lên là các em sẽ có là y bình phương bằng 2x trừ x bình phương, chuyển vế qua, các em chuyển hết qua bên vế trái là x bình trừ 2x cộng y bình phương sẽ bằng 0. Bây giờ để làm xuất hiện hằng đẳng thức thì các em sẽ cộng trừ 1. Bây giờ chúng ta cộng 1 đi, cộng 1 vào hai vế. Cộng 1 vào hai vế thì x bình trừ 2x cộng 1 sẽ bằng x trừ 1 bình phương, x trừ 1 bình phương cộng y bình phương bằng 1. Vậy đây chính là đường gì các em? Đây chính là đường tròn tâm có tọa độ là 1, 0 và bán kính là 1. Như vậy là miền D được giới hạn bởi hai đường. Đường thứ nhất là đường thẳng x cộng y bằng 2, và đường thứ hai chính là đường tròn tâm 1, 0 bán kính là 1. Cô mời các em xem cụ thể hình vẽ của miền D trên màn hình. Miền D được giới hạn bởi hai đường. Đường thứ nhất y bằng 2 trừ x, đó là đường x cộng y bằng 2 đó các em, đường thẳng. Chỉ cần lấy hai điểm là vẽ đường thẳng, các em biết rồi ha. Đường thứ hai là đường tròn. Đường tròn tâm mấy bán kính mấy? Đường tròn tâm 1, 0 bán kính là 1. Đây là miền D. Cận của miền D, đề cho là từ 1 đến 2. X là từ 1 đến 2. Các em xem ha, x từ 1 đến 2 nè. Y là từ 2 trừ x cho đến đường tròn. 2 trừ x là đường thẳng nè, 2 trừ x cho đến căn của căn bậc 2 của 2x trừ x bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ đổi ngược lại, chúng ta sẽ viết cận của y trước nha các em. Cận của y trước. Y là từ đâu đến đâu? Y từ số mấy đến số mấy? Nếu miền D là hình viên phân nè. Y là từ 0 đến 1. Dao động của y là từ 0 đến 1. Cái miền D này có cận y là từ 0 đến 1, và x là từ đâu đến đâu? X là đi từ 2 trừ y. X là đi từ 2 trừ y cho đến đường tròn. Đường tròn ở đây sẽ là x bằng 1 cộng căn bậc 2 của 1 trừ y bình phương. Cụ thể là như vậy. Đường tròn của chúng ta là x trừ 1 bình phương bằng 1 trừ y bình phương. Các em rút căn bậc 2 hai vế. X trừ 1 bằng cộng trừ căn của 1 trừ y bình. Nhưng mà cái miền của chúng ta là x lớn hơn 1, x lớn hơn hoặc bằng 1, do đó các em sẽ chọn là x sẽ bằng 1 cộng căn bậc 2 của 1 trừ y bình phương. Vậy ta có tích phân sẽ được viết lại như sau: tích phân từ 0 đến 1 dy, tích phân từ 0 đến 1 dy, các em lại viết cận của y trước, và x sẽ đi từ đường thẳng 2 trừ y cho đến 1 cộng căn bậc 2 của 1 trừ y bình phương. Ví dụ này có một điểm đặc biệt là cái hình tròn lệch tâm, nó không phải là tâm ô nữa các em, mà tâm là 1, 0 và bán kính là 1. Ví dụ số 5 này cũng khép lại bài học của chúng ta hôm nay. Ở bài học tiếp theo thì cô sẽ cho thêm các em một ví dụ nữa, thêm một hai ví dụ nữa, và sẽ giới thiệu đổi biến sang tọa độ cực. Đó là một cái công thức tính tích phân bội 2 rất nhanh đối với những bài mà
hình vẽ có dạng là hình tròn hay là một phần nào đó của hình tròn. Thân chào các em, hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.